Xin chào quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Hy vọng rằng quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng và hoàn thành tốt những công việc mà chúng ta đã đề ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ về một cái đề tài mà Mai nghĩ rằng là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, đó là chăm sóc da đúng cách. Thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải để tìm hiểu kỹ hơn về đề tài này nhé. Xin chào bác sĩ. Xin chào chị Thanh Mai. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Đầu tiên thì mời bác sĩ chia sẻ về làn da của chúng ta có những cái loại cơ bản nào ạ? Dạ, để thuận tiện hơn cho cái việc chăm sóc da đấy, người ta thường phân biệt da thành 4 loại cơ bản là da thường nè, da dầu nè, da khô nè, da hỗn hợp nè. Rồi gần đây thì người ta khi mà cái việc chăm sóc da nó trở nên phổ biến hơn thì người ta có thêm một cái loại da thứ năm nữa, đó là da nhạy cảm. Thì để phân biệt dễ hơn cho cái việc mà mình chăm sóc da thì những cái loại da này nó có những đặc điểm khác nhau ra làm sao. Đầu tiên là cái da dầu, mình nói da dầu trước thì da dầu là cái loại da mà nó tiết dầu khá là nhiều. Trên bề mặt thì thường là mình sẽ thấy là sau một buổi làm việc thôi mình sẽ thấy là da trên bề mặt da sẽ có rất là nhiều dầu, nó bóng dầu mà mọi người hay nói là giống như đổ dầu lên một chảo dầu luôn đó. Thì đó là da dầu, và đi kèm với da dầu này thường mình sẽ thấy là lỗ chân lông họ khá là to. Rồi sẽ có thường xuyên là gặp những người da dầu này sẽ dễ bị mụn đó, dễ bị mụn trứng cá, và đi theo mụn nữa là sẹo mụn. Thì thường là da dầu nó sẽ có một cái gọi là cái combo vừa dầu vừa mụn vừa lỗ chân lông to vừa sẹo. Combo đi, không ai muốn hết. Dạ, là da dầu. Yeah. Rồi còn da khô, da khô thì thường mình thấy là lỗ chân lông cũng to chứ không phải là quá khít, mà bề mặt da thì thường là nó thô ráp và nó sẽ hơi sần sùi chút xíu, da này cảm giác là thiếu nước. Và với những người da khô thì thường sẽ bị những cái bệnh viêm nhiễm về da, dị ứng ha, thì đó là cái da khô. Rồi da hỗn hợp, da hỗn hợp thì nó sẽ thành hai cái loại nhỏ là hỗn hợp thiên khô. Hỗn hợp thiên khô thì là thường là mình thấy là da nó sẽ khô hết toàn bộ, nó chỉ có nhờn vùng chữ T thôi. Còn nếu mà hỗn hợp thiên dầu thì là đổ dầu rất là nhiều, chỉ có một số vùng xa, thí dụ như là vùng khóe hoặc là vùng phía ngoài thì nó sẽ hơi khô, gọi là hỗn hợp thiên dầu. Và cuối cùng là cái loại da mà đáng mơ ước của tất cả mọi người, đó là da thường. Da thường này thì là không đổ dầu quá nhiều, lỗ chân lông cũng không quá to và bề mặt rất là nhẵn mịn, rồi da cũng rất là săn chắc. Thì đây là một cái loại da gọi là da mơ ước của tất cả mọi người. Cái loại da gần đây mà người ta chia thêm đó là loại da nhạy cảm. Thì cái này nó nói về tính nhạy cảm của da khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mỹ phẩm. Thì thường là những da nhạy cảm thì thường mình sẽ thấy là sử dụng những cái mỹ phẩm đó, nó thường cái tình trạng kích ứng, dị ứng, rồi nổi mụn nước, nổi mụn hoặc là những cái hồng ban. Thì trên đây là những cái da nhạy cảm thì thường là rất là khó chịu trong cái việc chăm sóc da. Và đối với lại cái da nhờn đi thì có thể nguyên nhân do đâu? Ăn uống chăng, hay ăn uống nhiều dầu mỡ, hay là có thể là cơ địa? Thì bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn để cách chăm sóc cái da đối với da dầu nhờn như vậy à? Dạ, da nhờn thì thật ra mình hỏi nguyên nhân tại sao thì cũng khó. Tại vì da người ta kiểu nào á là do cái cơ địa người ta đã vậy rồi. Thì thường là ảnh hưởng bởi yếu tố gen, yếu tố di truyền. Mình sinh ra là đã với cái làn da như vậy rồi. Thì có những cái chuyện mà làm cho cái da nó nhờn hơn. Thí dụ như là mình không có chăm sóc một cách đúng cách. Mình sử dụng những loại sữa rửa mặt mà không đủ để làm sạch hoặc là làm sạch quá mức. Thì chị Mai thấy là những cái người mà da dầu á, người ta mà làm sạch những cái sữa rửa mặt mà sau khi rửa xong nó quá khô á, thì sau đó cái cơ thể mình nó nhận được một cái tín hiệu là da đang bị khô, cái này là tiết dầu nhiều hơn. Thì đó là những cái người mà bị tiết dầu do chăm sóc một cách sai cách. Thứ hai nữa là sử dụng những sản phẩm dưỡng không có phù hợp. Ví dụ như với da dầu mà mình dưỡng bằng cái kem dưỡng dạng kem, nó rất là đặc, thì lúc đó nó bít tắc, nó càng ra dầu nhiều hơn nữa. Rồi bên cạnh đó thì việc cái thời tiết, môi trường nó cũng ảnh hưởng, cũng như là cái lối sống cũng làm cho cái da mình nó đổ dầu nhiều hơn. Thì đối với da dầu, cái việc quan trọng nhất trong cái việc chống nắng đó là cái chuyện làm sạch.
làm sạch da dầu như thế nào là hợp lý, thì mình cần sử dụng cái sữa rửa mặt chuyên dụng dành cho da dầu. Thì cái sữa rửa mặt này nó có một cái tác dụng là nó sẽ làm sạch dầu nhưng mà nó không có sạch hoàn toàn. Có nghĩa là mình sờ lên da dầu mình cảm thấy là nó vẫn còn một cái lớp dầu nhờn nhẹ ở trên, thì như vậy là đạt yêu cầu. Nghĩa là lúc đó thì cơ thể mình nó được làm sạch nhưng mà nó không có phát ra cái tín hiệu là đang bị khô. Thì lúc đó nó sẽ không tiết dầu. Đối với những cái trường hợp mà mình sử dụng những cái chế phẩm điều trị mụn, tại vì da dầu đa số là bị mụn lên mụn theo, thì nếu mà những chế phẩm điều trị mụn, thí dụ như là adapalene hoặc là tretinoin, hoặc là những người mà sử dụng cái isotretinoin đường uống á, thì da bị khô thì lúc đó cũng cần phải dưỡng ẩm. Thì dưỡng ẩm mình cần sử dụng những cái dạng gel để cho nó phù hợp hơn để hạn chế cái phần tiết dầu. Còn đối với da khô thì thực sự ra cái làn da này thì cũng đỡ bị mụn hơn này. Nó sẽ khác với lại da dầu, nhưng là nó sẽ có dễ nhiều nếp nhăn, cũng như là đánh phấn thì nó cũng khó ăn, chẳng hạn đối với nữ giới. Thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút là nguyên nhân tại sao mà da khô, và có cách làm thế nào để cho hạn chế cái vấn đề bị khô da không ạ? Cũng như da dầu thì thường là cái da khô mình nguyên nhân thì thường là chủ yếu là do cơ địa thôi. Mình sinh ra là da đã bắt đầu khô vậy rồi, nhưng mà mình sẽ có thêm những cái yếu tố làm cho da mình khô hơn. Thí dụ như cái việc mà mình ở trong cái môi trường làm việc mà máy lạnh cả ngày, thì cái máy lạnh nó đang đánh cắp cái hơi nước từ cái da của mình. Nó làm cho cái da mình bốc hơi nước đi và trở nên khô hơn. Thì nếu mà mình không có những cái động tác để cấp ẩm bù lại thì da có thể càng ngày càng khô. Và khi mà da càng khô thì nó nứt nẻ, nó dễ xuất hiện nếp nhăn hơn và nó dễ lão hóa hơn so với các loại da khác. Da khô so với những loại da khác á, đây là cái loại da mà dễ lão hóa nhất. Nó xuất hiện nếp nhăn sớm nè, rồi chảy xệ sớm hơn, cũng như là cái mật độ da của nó cũng kém đàn hồi hơn so với những cái loại da khác. Do đó mình cần cái việc mà chăm sóc da, mình cần cái việc dưỡng ẩm cho nó tốt hơn so với những loại da khác. Mai cũng có biết nhiều người đôi khi chỉ sử dụng những cái loại kem như người khác dùng là bị ngứa, nên đôi khi họ muốn sử dụng kem cũng không thể sử dụng được nữa cơ, cứ dùng lên là ngứa hoặc là mẩn đỏ vân vân. Thì như vậy đối với làn da nhạy cảm thì như thế nào bác sĩ nhỉ? Đối với da nhạy cảm thì thường mình sẽ có những cái sản phẩm chuyên biệt dành cho da nhạy cảm. Và thường mình sẽ có một cái nguyên tắc sử dụng sản phẩm này đối với da nhạy cảm là mình sử dụng càng ít càng tốt, nó là less is more đó. Nghĩa là mình sử dụng quá nhiều thì sẽ da nó sẽ dễ mẫn cảm hơn, nó sẽ dễ kích ứng hơn. Thì lúc này mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà chuyên biệt dành cho da nhạy cảm, hạn chế những sản phẩm mà có cồn nè, có những chất tẩy rửa, hoặc là những cái sản phẩm điều trị mà quá mạnh. Thí dụ như những cái sản phẩm mà nồng độ quá cao, thì thí dụ như mình bắt đầu sử dụng vitamin C đi, thì mình nên khởi đầu với nồng độ thấp thôi. Ví dụ như người ta xài 15-20% thì mình 10% thôi. Còn nếu mà da nhìn nhạy cảm quá, bôi lên nó vẫn đỏ vẫn rát, thì mình có thể sử dụng cái liệu pháp là giảm kích ứng, nghĩa là mình có thể bôi cái lớp mỏng hơn, rồi cái thời gian lưu lên da nó ngắn hơn. Thí dụ như là mấy ngày đầu thì mình bôi chừng khoảng nửa tiếng xong mình rửa. Khi nào da nó quen rồi mình bắt đầu mình bôi lại nó nhiều hơn. Và một cái điều quan trọng là khi mà mình sử dụng tất cả những mỹ phẩm gì đối với da nhạy cảm thì nên có cái bước là test, thử trước khi mà mình sử dụng trên mặt. Mình có thể sử dụng một cái lượng nhỏ, mình bôi lên cái phía sau tai nè, hoặc là ở cái vùng mặt trong cánh tay, thì để xem coi là da mình nó có phản ứng kích thích, nó có phản ứng dị ứng, nó có lên mụn nước hoặc là hồng ban gì không. Thì nếu mà nó không có phản ứng gì hết thì mình bắt đầu sử dụng, nhưng mà mình cẩn thận, tại vì những cái kích ứng, những cái dị ứng nó có thể đến muộn, sau 2-4 tuần. Và bây giờ hiện trên thị trường thì xuất hiện rất là nhiều những cái loại mà máy rửa mặt, có thể là bằng lông hay là bằng silicone chẳng hạn. Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ rằng chị em phụ nữ cũng có nên tận dụng những cái công nghệ phát triển, những cái máy, tại vì mới biết là có những cái máy nó rất là tốt, nhưng mà bù lại thì cũng có những cái máy nó nhập tràn lan với cái giá thành rất là rẻ mà từ Trung Quốc, thì không biết là nó có ảnh hưởng như thế nào không? Bác sĩ có lời khuyên cho chị em phụ nữ không ạ? Với cái thị trường máy rửa mặt thì em cũng có research rồi. Nghĩa là cái máy rửa mặt nó sẽ giao cái giá của nó sẽ biến động rất là lớn, từ khoảng vài chục ngàn, trăm ngàn cho đến vài triệu. Thì thật ra những cái máy này nó sẽ khác nhau rất nhiều bởi cái chất liệu cũng như là cái chế độ hoạt động. Bên cạnh đó, những cái máy mà cái đắt tiền á, thì người ta có bổ sung thêm một số cái như là sóng RF hoặc là sóng siêu âm. Thì cái việc làm sạch của nó nghe là nó sẽ tối ưu hơn. Tuy nhiên là không phải ai cũng sử dụng được cái máy rửa mặt. Đặc biệt là những cái người mà da bị đang bị khô, da bị nhạy cảm, hoặc là những người bị đang bị mụn viêm, những cái nhiễm trùng trên da, thì mình hạn chế, mình không có nên sử dụng cái máy rửa mặt này, tại vì nó có thể làm cho tình trạng viêm nhiễm nó tăng lên. Thì quan trọng nhất trong cái chuyện rửa mặt không phải là mình chọn được một cái máy rửa mặt tốt, mà là mình chọn được một cái sữa rửa mặt nó phù hợp cho mình, chứ không phải là cái máy rửa mặt càng tốt thì cái hiệu quả nó càng cao.
Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kết nối. Và bây giờ nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì xin mời quý vị gửi về địa chỉ dưới đây ạ. Mọi thư từ góp ý quý vị xin gửi về địa chỉ sau: fanpage facebook.com/thanhmaishow, tại YouTube youtube.com/thanhmaishow, tại email thanhmaishow@gmail.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ số 2 Bùi Thị Xuân, quận 1, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc chờ những câu hỏi của quý vị thì Mai có nhận được thư của một vị khán giả quận 12 đặt câu hỏi cho bác sĩ như sau. Chào chương trình, em xin phép được giấu tên ạ. Em là nam, năm nay 25 tuổi. Khoảng một tháng nay da em bị nổi các mụn nhỏ màu trắng li ti rất nhiều. Đi khám thì được chẩn đoán là bị viêm da do corticoid. Em không biết tại sao da mình bị như vậy. Rất mong bác sĩ tư vấn giúp em về cách chữa trị. Em cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tình trạng của bạn là do mình sử dụng cái thuốc bôi nó chứa corticoid trong thời gian dài. Thì sau khi mà một thời gian sử dụng rồi, da thấy giống như là bị nghiện cái corticoid này rồi. Khi mà bạn dừng thì bắt đầu da nó sẽ nổi lên những cái mụn nước, rồi mụn viêm, mụn mủ. Thì đó là những tình trạng do cái corticoid. Thì đối với tình trạng này thì bạn nên đến khám bác sĩ chuyên khoa da liễu. Người ta sẽ có một cái liệu trình cho bạn để là giảm liều dần đối với sử dụng corticoid. Và sau khi mà mình đã thay thế được cái corticoid dạng mạnh thành dạng nhẹ rồi thì mình có thể sử dụng những cái dạng thuốc khác, thuốc bôi khác có tính lưỡng chế miễn dịch như là tacrolimus để hạn chế quá trình viêm cũng như là nổi những cái mụn nước này của bạn. Sau đó thì khi mà da đã ổn rồi thì mình sẽ bắt đầu cái tình trạng cái quá trình là hồi phục lại cái da. Tại vì da mình đã tổn hại rất là nhiều rồi nên là quá trình này nó sẽ mất thời gian khoảng từ 3 cho đến 6 tháng để điều trị cái quá trình này. Và chương trình nhận được số điện thoại hotline đặt câu hỏi như sau. Em năm nay 18 tuổi, em rất muốn có làn da đẹp nên hầu như ngày nào em cũng đắp mặt nạ. Tuy nhiên bạn em nói rằng đắp mặt nạ nhiều sẽ làm da mỏng, dễ bắt nắng, không tốt. Thưa bác sĩ, bạn em nói như vậy có đúng không? Mời bác sĩ trả lời ạ. Em rất là quan tâm tới cái làn da của mình nên là em chăm sóc từ khá là sớm. Bạn này mới 18 tuổi 18 thôi, tuổi đó. Mà đã biết chăm sóc rất là ý thức, rất là tốt rồi. Tuy nhiên á, cái việc mà mình đắp mặt nạ làm sáng da mỗi ngày á thì nó là không nên nha em. Tại vì khi mà mình đắp mặt nạ mỗi ngày như vậy á thì những cái dưỡng chất làm sáng da á, nó sẽ được hấp thụ quá nhiều, làm da mình trở nên mẫn cảm, trở nên yếu đi. Và nhiều khi cái tác dụng làm sáng da mình không có đạt được mà làm da mình dễ bị sạm hơn, dễ bị nhạy cảm hơn. Bên cạnh đó những cái mặt nạ làm sáng da nó sẽ có một số cái chất làm mà tẩy nhẹ đó, ví dụ như là acid linoleic, nó là AHA. Thì nếu mà mình sử dụng trong thời gian dài thì nó có thể gây bong tróc, rồi nó gây sạm nám. Thì mình không nên sử dụng mặt nạ quá thường xuyên. Nếu mà mặt nạ làm sáng thì mình có thể sử dụng một tuần 1 đến 2 lần. Các ngày còn lại thì mình có thể sử dụng thêm cái kem dưỡng ẩm hoặc là những cái mặt nạ dưỡng ẩm mà thôi. Không nên sử dụng mặt nạ làm sáng mà mỗi ngày. Mai được bộ phận kỹ thuật thông báo là có vị khán giả đặt câu hỏi qua chương trình. Xin mời bạn ạ. Em chào chương trình ạ. Mong chương trình tư vấn giúp em cách chăm sóc và dưỡng vùng da mắt với ạ. Em cảm ơn. Thưa bạn, thì cái vùng da mắt là vùng da cực kỳ khó. Tại vì những cái thuốc bôi đối với vùng da mắt á, thường nó không có hiệu quả tức thời đâu. Mình phải cần rất nhiều thời gian để dưỡng cái vùng mắt. Thì mình cần thêm cái serum mắt nè, cái serum để hỗ trợ giảm thâm, rồi mình thêm cái kem dưỡng mắt để hỗ trợ là làm cho giảm cái nếp nhăn. Ngoài ra thì việc sử dụng những cái sản phẩm thuốc bôi trên mắt này nữa thì nó thường là rất dễ gây cái kích ứng cho cái vùng da mắt, tại vì vùng da mắt này nó rất là mỏng manh. Do đó mình sử dụng cái sản phẩm cho vùng mắt thì thường mình sẽ phải chú ý cái việc này. Bên cạnh đó thì mình lâu lâu mình có thể làm thêm những cái liệu pháp mà nó cao cấp hơn chút xíu. Mình có thể sử dụng cái botulinum toxin, hoặc là mình có thể dùng mình đánh những cái thơ mát vùng mắt, hoặc là mình sử dụng thêm cái RF cho vùng mắt chẳng hạn, thì nó cũng hỗ trợ làm cho cái vùng da mắt mình sáng lên. Bên cạnh đó thì cái việc chống nắng thì mình cũng đừng quên chống nắng cho đôi mắt của mình bằng những cái sản phẩm, thí dụ như là kính mát hoặc là kem chống nắng mà dành riêng cho vùng mắt. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và tiếp theo thì chương trình nhận được email của một vị khán giả. Chào chương trình, em rất sợ da bị lão hóa nên định mua mỹ phẩm chống lão hóa da về dùng. Tuy nhiên em nghe nói rằng chỉ nên dùng mỹ phẩm này khi có tuổi. Điều này có đúng không bác sĩ? Em cảm ơn.
Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn, tại vì bạn đã quan tâm tới làn da của mình khá là sớm. Thì cái việc sử dụng những sản phẩm chống lão hóa da này mình có thể bắt đầu sử dụng từ năm 25 tuổi trở đi. Thì những cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho hạn chế tình trạng lão hóa của mình, hạn chế da mình xuất hiện những cái nếp nhăn, rồi việc chảy xệ, cũng như cái tính đàn hồi của da nó cũng không có bị sút giảm. Do đó thì bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm dưỡng chống lão hóa này từ năm 25 tuổi. Là bắt đầu như bác sĩ chia sẻ là tiến trình lão hóa da đã xuất hiện rồi nên chúng ta cần phải chăm sóc, phải không ạ? Và tiếp tục thì Mai thấy được, để xem, có một cái tin nhắn của khán giả qua số hotline của chương trình. Nội dung là: chào bác sĩ, lỗ chân lông của tôi rất to, tôi nghe nói sông nước nóng sẽ làm cho da mặt sạch và nhỏ lại, điều này có chính xác không? Mong bác sĩ tư vấn giúp ạ. Và tình trạng lỗ chân lông to là một cái tình trạng mà khá là khó giải quyết trong cái ngành thẩm mỹ da. Tại vì lỗ chân lông thì thường ảnh hưởng bởi yếu tố cơ địa, thì thường là những cái sản phẩm bôi bên ngoài hoặc là mình rửa nước nóng hoặc nước lạnh thường là nó sẽ không ảnh hưởng tới cái lỗ chân lông đâu. Ví dụ như khi mà mình rửa nước nóng thì lỗ chân lông nó sẽ nở ra và mình sẽ rửa sạch hết toàn bộ những cái bụi bẩn ở trong cái lỗ chân lông, và sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh thì mình sẽ cảm thấy là cái lỗ chân lông nó se khít hơn so với ban đầu. Tuy nhiên nó chỉ duy trì cái hiệu ứng này trong khoảng chừng 5 cho tới 10 phút mà thôi, sau đó nó sẽ trả lại tình trạng bình thường. Thì để giảm cái tình trạng lỗ chân lông to này, thường là mình phải áp dụng những cái biện pháp kỹ thuật cao hơn, thí dụ như là có phi kim, có PRP, có laser fractional hoặc là những cái laser trẻ hóa không xâm lấn. Bên cạnh đó mình sẽ có thêm những cái thuốc bôi hoặc là thuốc uống để hỗ trợ làm giảm dầu. Tại vì như mình nói là cái da đổ dầu quá nhiều nó sẽ làm cho lỗ chân lông càng ngày càng to ra. Thì lúc này mình sẽ làm sao cho nó giảm cái dầu đi, thì lỗ chân lông từ từ nó sẽ được cải thiện. Cảm ơn bác sĩ. Như bản thân Mai cũng vậy, tại vì Mai là da dầu mà lại phải ăn phấn rồi quay rất là nhiều, cho nên là cũng bị bít tắc rồi cũng bị mụn. Với thời gian nữa chắc chắn. Nhưng bởi vì cũng Mai nó thật sự là cũng rất là nhiều, nhờ nhiều công nghệ mình cũng áp dụng và thấy rõ ràng là nó có cải thiện rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay may mắn là chúng ta sinh trong một cái thời điểm mà khoa học phát triển, ngành y phát triển, do đó là có rất là nhiều những cái công nghệ, những máy móc, những mỹ phẩm hỗ trợ phục vụ cho chúng ta. Thực ra Mai thấy còn rất là nhiều những câu hỏi mà phải nói là rất là xin lỗi quý vị khán giả, bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn, nhưng mà Mai rất là mong được tiếp tục sau này có dịp sẽ có cơ hội quay lại với chủ đề này để cùng trò chuyện với quý vị nhiều hơn. Nếu như quý vị muốn xem lại chương trình thì chúng ta có thể truy cập vào Facebook hoặc là YouTube theo như địa chỉ dưới đây. Mọi thư từ góp ý quý vị xin gửi về địa chỉ sau: fanpage facebook.com/thanhmaishow, tại YouTube youtube.com/thanhmaishow, tại email thanhmaishow@gmail.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ số 2 Bùi Thị Xuân, quận 1, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh Mai, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Thanh Mai Show.